Denzel Washington có thể nói là một trong những diễn viên kỳ cựu và đáng ngưỡng mộ nhất của Hollywood, khi nam diễn viên sinh năm 54 đã có 10 lần được đề cử Oscar và đã 2 lần giành chiến thắng. Và chính Denzel cũng đã giành được những giải thưởng trong 3 quả cầu vàng. Và Equalizer, hay với cái tên tiếng Việt là Thiện Ác Đối Đầu, chính là bộ phim hành động duy nhất mà Denzel Washington chấp nhận đóng hậu truyện, mà không chỉ đóng một phần hậu truyện thôi đâu. Bởi sắp tới đây, khán giả khắp nơi sẽ được đón xem phần phim thứ 3 của chuỗi phim Thiện Ác Đối Đầu với Denzel Washington tiếp tục thủ vai chính. Vậy để cùng tìm hiểu xem thương hiệu này có bị hụt hơi như 3 bộ phim hành động khác hay sẽ thực sự bùng nổ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với W2W Movie và ngay bây giờ sẽ là bài review của chúng mình về phần 3 của Equalizer. Let's go! Phim tiếp tục xoay quanh cuộc hành trình của cựu đặc vụ đã về hưu là Robert McCall, một con người luôn đứng giữa lằn ranh giữa thiện và ác để sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ bất lương nào trên cuộc hành trình của mình. Ở phần phim thứ 3 này, Robert sau khi thực hiện một phi vụ đã bị thương và sống tạm ở một vùng biển phía nam của nước Ý, và anh vô tình yêu mến nơi này một cách mãnh liệt. Cho đến khi Robert phát hiện ra vùng đất xinh đẹp này cũng giống như bao nơi khác, vẫn có ở đó một con sâu làm giàu nồi canh và khiến cho cảm giác bình yên trong người của Robert biến mất. Và thế là như bao lần khác, Robert McCall lại tiếp tục đứng ra để loại trừ những mối ung nhọt này để thành phố có thể trở nên an toàn hơn. Chắc chắn một mối bận tâm lớn nhất của mọi người trước khi ra rạp và xem một bộ phim hậu truyện đó chính là liệu phim có thực sự dễ xem đối với khán giả chưa từng tiếp xúc qua hai phần phim trước đó hay không? Câu trả lời của chúng mình là hoàn toàn dễ xem, dễ hiểu và dễ đồng cảm với các nhân vật trong phim dù bạn đã từng biết qua cái tên Robert McCall hay chưa. Thứ hai, Thiện Ác Đối Đầu phần 3 lại một lần nữa làm rõ thêm một vấn đề, đó chính là khâu kiểm duyệt của Việt Nam càng ngày càng tuyệt vời. Sau khi gắn mác giới hạn độ tuổi rõ ràng cho từng phim, thì khâu kiểm duyệt đã gần như giữ nguyên vẹn đặc sản của Equalizer và khiến cho trải nghiệm xem phim của chúng mình diễn ra một cách vô cùng hoàn hảo. Xem xong phần 3 của Thiện Ác Đối Đầu thì chúng mình chỉ ước rằng Mortal Kombat được ra rạp trễ hơn để khán giả Việt có thể thưởng thức phim một cách trọn vẹn ngoài rạp. Lý do chúng mình nhắc tới Mortal Kombat là bởi Equalizer 3 sở hữu các cảnh kết liễu thực sự dã man và bạo lực không kém gì các cảnh Fatality. Từng cú dao đòn, từng nhát đâm dao hay bất kỳ một cảnh hành động nào trong Equalizer đều được giữ nguyên và không bị cắt xé một chút nào. Điều này đã góp phần lớn trong việc khiến cho những khán giả chưa từng tiếp xúc với chuỗi phim sẽ phải cực kỳ bất ngờ và không tin được vào mắt mình khi chứng kiến gã đặc vụ lõm khọm Robert McCall lấy mạng từng tên cặn bã. Cho những ai chưa biết thì trong trailer của phim có một phân cảnh 9 giây vô cùng ấn tượng đã được Robert McCall thực hiện. Và để khán giả xem qua màn ảnh nhỏ có thể theo dõi được thì các nhà làm phim đã tua chậm nó và quăng lên trailer. Còn khi ra rạp, cảnh phim này diễn ra một cách vô cùng chớp nhoáng. Khán giả trong rạp sẽ chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra đã thấy phe phản diện nằm lê lết trên sàn. Và chắc chắn rằng dù ít hay nhiều, người xem cũng sẽ phải cảm thấy choáng ngợp và giật mình bởi độ máu me và bạo lực mà bộ phim đã đem lại chỉ ngay 15 phút đầu tiên. Nhưng cái hay của phần 3 này không thực sự nằm ở các cảnh hành động mà nó nằm ở bầu không khí và cách mà các nhà làm phim xây dựng sự kịch tính ở hồi 3 trong suốt một tiếng sau đó. Bằng những cú máy đa dạng hay màu sắc tuyệt vời mà các nhà làm phim sử dụng, thành phố Amalfi Coast và Amatura của Ý đã được đưa lên màn ảnh một cách cực kỳ thơ mộng. Thú thật rằng sau khi chứng kiến sự dã man của 15 phút đầu tiên, chúng mình đã có một chút hụt hẫng khi xem tiếp vì mọi thứ bất ngờ trùng xuống và lắng đọng một cách khó hiểu ở những phân cảnh sau đó. Tuy nhiên, đây đều là dụng ý của đạo diễn Antoine Fuqua, người đã quá hiểu thương hiệu phim của mình và là đạo diễn duy nhất như đã nói, thuyết phục được Denzel Washington đóng tới phần phim thứ 3 sau gần 10 năm. Equalizer phần 3 đã có cách kết nối người xem với các nhân vật khác trong phim một cách vô cùng tinh tế. Sự lãng mạn, lịch thiệp và thân tình của người dân trong thành phố mà Robert McCall đang tị nạn thực sự dễ thương và tạo nên được sự thiện cảm vô cùng tốt dành cho người xem. Họ phóng khoáng, nhiệt tình và hiếu khách một cách vô cùng tự nhiên, đủ sức để thuyết phục một người luôn xông pha trận mạc như Robert cũng phải sống chậm lại để tận hưởng bầu không khí yên bình này. Và rồi thì bước ngoặt xảy ra khi phe phái mafia Ý cùng với các tay côn đồ kéo đến và phá vỡ hoàn toàn bầu không khí cực chill đó. Sự thô lỗ, cộc cằn và bạo lực của chúng đã phần nào đó kéo người xem trở về lại với thể loại chính của bộ phim và khiến cho khán giả cảm nhận giống hệt như nhân vật chính, đó là vô cùng phẫn nộ. Và thế là cứ từng bước như vậy, các nhà làm phim cứ dần dần thắp lên ngọn lửa phẫn nộ bên trong lòng người xem và cả Robert McCall khi những hành động vô nhân tính và hung hăng của phe phản diện cứ dần dần tăng đều về cuối. Và chuyện gì đến cũng phải đến, hồi 3 của phim thực sự quá thỏa mãn khi cảm xúc của người xem được giải tỏa và cách mà nhân vật chính của chúng ta xử lý mọi chuyện cũng quá đáng khâm phục. Và để mọi thứ có thể trở nên tuyệt vời như thế, màn hóa thân tròn trịa và tuyệt vời của Denzel Washington là không thể nào bỏ qua được. Vẫn là hình ảnh của Robert McCall như 9 năm về trước, vẫn là một phong thái ung dung, đĩnh đạc ấy, vẫn là những biểu cảm rất duyên và có chất riêng đó. Robert McCall sinh ra là để dành cho tuổi xế chiều của Denzel Washington. Người rõ ràng là thừa khả năng diễn xuất, nhưng chỉ cần vận dụng một ít đối với một vai chính trong một bộ phim hành động thôi vẫn có thể chinh phục được người xem. Phần 3 này của phim vẫn có một sự dí dỏm nhất định trong cách xây dựng hình tượng của nhân vật Robert McCall. Từ động cơ hành động ban đầu cho đến cách mà nhân vật chính của chúng ta tương tác với bọn côn đồ, mọi thứ thực sự quá đỗi duyên dáng và tạo được cho người xem một sự thích thú nhất định. Chắc chắn rằng ai chưa từng xem qua một phần phim nào của thiện ác đối đầu thì họ cũng sẽ về và tìm xem lại hai phần phim trước. Còn bạn nào đã xem rồi và muốn ôn lại thì hãy đợi W2W Movie chúng mình nhé. Nếu phim được đón nhận thì video tóm tắt 3 phần Equalizer cũng sẽ sớm được lên sóng trên kênh thôi. Thế nên hãy bấm ngay đăng ký cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video về phim ảnh của W2W Movie nhé. Trở lại với bộ phim thì nói gì thì nói, Denzel Washington cũng đã thuộc hàng U70 rồi và không phải ai cũng dẻo dài mãi như Tom Cruise được. Vậy nên phần 3 của thiện ác đối đầu cũng phải có cho mình sự tinh chỉnh phù hợp sao cho Denzel để có thể tự mình thực hiện các cảnh quay cho chân thật nhất và ít sử dụng diễn viên đồng thế nhất có thể. Chính vì vậy mà ở Equalizer phần 3, các pha hành động của Robert McCall từ những cuộc đụng độ trực diện đã chuyển thành các pha ám sát không khoan nhượng và chớp nhoáng. Tính bạo lực và trực diện như đã nói đã phần nào khỏa lấp được cho phần hành động ít ỏi của phim. Nhưng chắc chắn rằng nếu bạn ra rạp với tâm thế được coi là một bộ phim cháy nổ và hành động liên tục đúng nghĩa thì có thể bạn sẽ hơi thất vọng về phần phim thứ 3 này của thiện ác đối đầu đấy. Về phần các nhân vật khác thì nữ đặc vụ CIA actor của nữ diễn viên Dakota Fanning, người vô tình vướng vào những rắc rối của Robert McCall khi những rắc rối do đám mafia Ý gây ra có dây mơ dậy má với một đường dây buôn bán ma túy khét tiếng ở châu Âu, thì cô chủ yếu được thêm vào phim chỉ với một mục đích là tạo ra sự liên kết với các phần phim trước. Chứ nếu để công tâm mà nói thì nhân vật của cô dù có hay không trong phần phim này cũng không quá quan trọng vì tiêu chí của phim vốn đã là một mình tào chấp hết. Phe phản diện thì đương nhiên rồi, vẫn là một đám phản diện trong 3 bộ phim hành động trả thù khác, vẫn là một tay trùm có máu mặt chỉ tay 5 ngón và làm những điều bố láo. Cùng với đó là đứa em trời đánh chỉ biết hành xử côn đồ chứ chả có bộ não chiến thuật gì cả. Tuy nhiên cái hay của các nhà làm phim trong thiện ác đối đầu phần này đó chính là khiến cho chúng càng đáng ghét càng tốt, tạo ra một độ ức chế cực kỳ lớn cho người xem trong suốt một tiếng rưỡi phim và rồi tạo ra một cú nổ thực sự mãn nhãn ở cuối. Nói chung là lấy sự thỏa mãn để bù lại sự lười biếng trong việc xây dựng phản diện cũng là chấp nhận được, dù cũ nhưng vẫn rất hiệu quả. Tóm lại là Equalizer phần 3 là một bộ phim vô cùng độc đáo, không chỉ trong chuỗi phim này không thôi mà còn là trong tất cả các bộ phim hành động cùng thể loại. Từ việc nhân vật chính tình cờ tiếp xúc với một môi trường mới và ngay lập tức đưa ra những quyết định để đời, cho đến bầu không khí và cách xây dựng cao trào quá đỗi tuyệt vời của các nhà làm phim đã góp phần lớn cho việc tạo nên 102 phút đồng hồ vô cùng đắt giá và hấp dẫn trong phần 3 của thiện ác đối đầu. Vậy nên với tất cả những trải nghiệm rất ổn của chúng mình tại rạp, bất chấp các phân cảnh hành động có phần hơi ít ỏi, thì 8 trên 10 là số điểm mà W2W Movie chúng mình dành cho Equalizer phần 3. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã xem phim chưa và có cảm nhận gì về phim này? Hãy comment phía bên dưới ý kiến của các bạn nhé! Còn nếu các bạn chưa xem phim mà đã xem video review thì các bạn hoàn toàn có thể ra rạp và trải nghiệm phim với một tâm thế mà mình đã nêu trong video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và sẽ hẹn gặp lại trong những video lần tới. Way to Weird out!